Vâng, xin chào toàn thể anh em audio đã đến với Phạm Thức Audio tiếp tục của ngày 22 tháng 6. Ngày hôm nay bên em xin phép được giới thiệu đến quý vị các bạn là bên em vừa về được hai cặp loa BMB 450 KMI Max đôi. Đây là một trong số những sản phẩm cuối cùng của Nhật để sản xuất ra BMB. Đấy, đây là đời cuối cùng anh em nhé. Lưu ý, đây là đời cuối cùng mà BMB sản xuất đặt nhà máy tại Nhật Bản. Thì ngày hôm nay hai cặp loa này của em nó còn đặc biệt hơn rất nhiều những cặp loa khác. Anh em sẽ biết nhá. Mời anh em xem thì anh em sẽ hiểu. Tất tần tật dòng BMB 450 KMI Mark 2 đời này là đời đặc biệt và tiếng hay nhất trong tất cả các cặp loa BMB 450 KMI Mark đôi. Anh em xem anh em sẽ hiểu luôn nhá. Thì cho em xin phép nói một chút này. Những cặp loa BMB 450 KMI Mark 2 này nó sử dụng một bát 25. Đấy, và nó sử dụng là 8 ốc trấu. Đấy, trên quả loa bát của nó này, nó có in chữ BMB. Và chữ của nó không phải là trắng uồn à đâu, nó sẽ hơi vàng vàng một chút nha. Đời BMB 450 này nó có hai đời. Một đời là dâu cong và một đời là dâu vuông. Cái vấn đề đó không quan trọng, nhưng mà nhìn vào cái chất dâu của nó thì anh em sẽ biết luôn là nó là xịn hay dởm. Cái thứ hai nữa là mình nhìn vào cái keo đổ cốn này. Keo đổ cốn này, đấy, cái keo đổ cốn ở trong cái lòng này này, nó màu nó hơi trong suốt và nó hơi đồng đồng một chút, hơi phải nói hơi đục đục một chút, đấy, nó phải như vậy. Và đặc điểm của BMB là cái bát của nó, bát của nó màng nó sần, nó xanh màu đội, đến cả cái đậy bát nó cũng thế. Đó. Dòng này rất hay luôn nhá, rồi rất hay luôn. Đây, củ loa bát đây. Em bao zin cho anh em toàn bộ. Và đây bên em đã dán tem cho anh em này. Đây, để đảm bảo là loa của em luôn, để cho anh em có quyền được tháo ra. Đây, BMB. Đây. Đây là quả bát. Nó đặc biệt nữa là như này này. Đây anh em nhìn này. Nếu anh em nào đã từng chơi loa BMB 252 xịn nhá, thì hai anh em nào cứ tin cứ tháo ra mà xem. Cái lô này của em về nó đang sử dụng toàn bộ tép của BMB 252. Biểu tượng của tép BMB 252 chính là PA252 và có số 2 đằng sau, có nghĩa là mỗi một quả hai chiếc. Đấy. Tép này là tép chuẩn của BMB 252 nhá. Bác nào không tin bác cứ mua con BMB 252 tháo ra mà xem. Mà BMB 252 bây giờ thì rất đắt, khoảng chừng tầm 8 triệu rưỡi một đôi. Đấy. Mà trong khi đó con loa này đang được sử dụng toàn bộ bằng tép này. Tất cả lô này nhá, 42 quả này đều sử dụng quả tép này hết, đều sử dụng quả tép này hết nhá. Đấy. Thế nên tiếng tép của nó rất tơi và bời. Đây bên em đã dán tem của em vào đây. Để khẳng định với anh em, đây anh em cứ nhìn mà xem. Củ tép nó khác hẳn so với những củ tép đời khác. Nên tiếng tép của con này không khác gì của tép của 252. Và đây là phần bên trong ruột gan của máy. Đấy, đây là phần tẩn của máy nè. Bông này, bông thủy tinh này. Đấy. Thùng loa thì đẹp miễn chê, mướt mắt luôn. Anh em nhé. Đây, cái loa này đã bắt rồi đây. Đấy, ba. Và một chiếc thì bắt gọn gàng vào rồi như thế này. Đấy. Thùng loa vuông thầy sắt cạnh sạch sẽ. Dòng này hát karaoke phòng diện tích, hát karaoke cho phòng, những cái căn phòng diện tích khoảng chừng tầm 25 đến 30 mét là một cặp này hoàn toàn có thể chịu đựng được. Bởi vì công suất của thằng này này là 450W. Đây. Anh em nhìn thấy chữ Japan nó mờ mờ chưa? Đấy. Số series của nó đây. Đấy. Hai tuyến loa này giống hệt nhau luôn. Và em dám ten để bảo đảm cho anh em là video ruột gan ngày hôm nay chính là sản phẩm đấy. Và giá của đôi loa này thì cũng không giấu gì anh em. Đang trong thời buổi tất tật mọi thứ, cái gì nó cũng tăng giá. Nhưng riêng bên em bán hàng chưa hề tăng giá một chút nào cả.
vẫn bán cho anh em cái con giá yêu thương nhất. Thì cặp loa này em xin phép được bán cho anh em với giá là 5 triệu 8. 5 triệu 8 một cặp loa này nhá. Cặp loa này cực kỳ đẹp, đẹp đến mức mướt mắt luôn. Và tép của nó quan trọng là của 252. Đấy, anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 752 đường Điện Biên, thành phố Nam Định, số điện thoại 0972192087. Hiện tại bây giờ em đánh với con 203 35 mã, mời anh em thưởng thức một chút. 203 35 mã đời 98. Đấy, đánh rất lực luôn. Và nhà em thì chỗ này ra diện tích nó rơi khoảng từ tầm 40 m². Anh nào mà có loa BMB 252 mà bị chết tép thì liên hệ đến bên em nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh Phận Thư Audio. Kính chào quý vị các bạn.